Việt Nam chất lượng cao. Năm 2017, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã cấp chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Ngành điện tử gia dụng cho công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, các công ty nhập hàng nhái nhãn hiệu Asanzo về Việt Nam tiêu thụ hay chính Asanzo chủ trương nhập về rồi thay đổi tem nhãn xuất xứ hàng hóa? Quá trình điều tra phát hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Lộc Phát, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, nhập khẩu số lượng lớn lò nướng điện hiệu Asanzo các model EV35A1, EV23A1, EV42A1 từ Trung Quốc. Công ty có văn bản đăng ký với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tập kết hàng tại lô 316B nhóm công nghiệp 3, đường số 13 khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tìm đến địa chỉ này phát hiện đây là một trong số 7 nhà máy của Asanzo Việt Nam. Từ các nguồn tin từ Trung Quốc, theo tàu 352S cập cảng Cát Lái ngày 15 tháng 4 năm 2019, trên tàu này có 3 container của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất Phương Nguyên. Bên trong các container là 5.300 nồi cơm điện hiệu Asanzo Model RC18AS3 do công ty Quảng Đông Giang Giang Household Electric cung cấp. Ngoài ra còn gần 2.500 cái ấm đun nước điện Asanzo Model SK05-1801 do công ty Quảng Đông Viking Group cung cấp. Chiều 24 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất Phương Nguyên tiếp tục làm thủ tục thông quan 2 container chứa 3.010 cái nồi cơm điện mới 100% hiệu Asanzo Model 18QS và RC30AB. Còn trong ngày 23 tháng 4, công ty này thông quan hàng loạt container chứa lò vi sóng hiệu Asanzo và linh kiện lò vi sóng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất Phương Nguyên nhập hơn 20.000 sản phẩm và linh kiện đồ điện gia dụng từ Trung Quốc. Như vậy rõ ràng việc nhập khẩu đồ điện gia dụng hiệu Asanzo từ Trung Quốc là chủ trương của Asanzo. Chỉ có điều bất thường là xuất xứ hàng hóa Trung Quốc sau khi vào Việt Nam đã biến mất. Thay vào đó là tem nhãn ghi xuất xứ Việt Nam. Ông Lê Đình Lâm xác nhận, hàng hóa nhãn hiệu Asanzo lưu thông trên thị trường Việt Nam do công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam chịu trách nhiệm về chất lượng và xuất xứ. Các nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa nhãn hiệu Asanzo tại nước xuất khẩu đã được công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam kiểm tra và đạt yêu cầu về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn của Asanzo Việt Nam.